Nếu mày đặt hạnh phúc của bản thân mày lên trên hạnh phúc của gia đình thì đừng có tỏ là ba nữa. Đứng trước một cái lời nói không đúng về mình thì rõ ràng tâm lý con người thể hiện cái sự bức xúc là chuyện rõ ràng. Và đương nhiên mình có thể thể hiện ngay lúc đó sự nóng giận của mình, nhưng mà sau khi mình chia sẻ xong và mình đứng dậy thì cái hành động của mình sau đó nó mới là quan trọng. Hàng sống thì phải cần áp lực. Áp lực khiến cho chúng ta rất là mệt mỏi, nhưng mà nó cũng là một cái động lực để chúng ta tìm tòi những điều gì đó thật mới mẻ để tiến tới. Thật là buồn chán nếu mà chúng ta ngồi ngày hôm nay và chỉ nhớ về quá khứ. Nhưng Hằng thôi nha, thì Hằng rất ghét và không thích cái cảm giác là mình cầu xin ai đó hoặc là muốn nhận được sự yêu thương che chở bao bọc để mà mình thể hiện cái sự yêu quý. Thì bản thân Hằng như vậy, cho nên là mong mọi người cũng nhìn sâu hơn vào một cô gái. Hằng cũng là một cô gái đơn thuần thôi, mạnh mẽ cũng có, yếu đuối cũng có, nhưng tại sao cô ấy mạnh mẽ? Tại vì cô ấy cũng phải độc lập rất nhiều, tự chủ rất nhiều mọi thứ. Thấy phụ nữ thành đạt là những người ta sợ. Em có bao giờ cảm thấy được không? Em nghĩ là có nghĩ là cái người đàn ông họ thiếu bản lĩnh không? Cũng có thể. Đấy, cái người tiếp xúc với mình họ bắt đầu sợ mình đầu tiên là bản lĩnh hơi yếu rồi. Khi mà bạn có sự cố gắng, bạn bỏ công ra bằng sự chân thành nhất thì cái giá trị bạn dựng lại rất lớn. Rõ ràng đời này không có gì mà cho không cả. Khi mà bạn cố gắng, bạn nắm giữ, cố gắng có thì bạn sẽ biết cách giữ nó lâu hơn. Bản thân của con người á, em chưa bao giờ chạm được cái đáy hoặc là cái sự gì mà nó đỉnh điểm á, em sẽ không biết sức mạnh của em ở đâu. Chỉ có nghĩ bản thân mình, tấn đỡ là kiểu gì, ngoài tấn công cho mình tấn đỡ kiểu gì, nhưng mà khi mình bảo vệ bản thân mình và cái sự sinh tồn cho con người rất lớn thì mình sẽ phản ứng mạnh hơn, sẽ có cái sự tác động thì mình biết cái sức mình ở đâu. Chị thấy rất hấp dẫn vì mình sẽ khai thác được nhiều cái điểm hay ở trong con người của mình mà mình không bao giờ ngờ đến. Lúc bạn thả lỏng mình, người ngoài có nói bạn hơi buông thả một chút, nhưng mà nó đã mang cái bạn vui, bạn vui sống hết mình. Sai thì sửa, nhưng được lặp lại cái sai lần thứ hai. Cũng sống như thế nào đó, cứ cảm thấy vui nhất, hạnh phúc nhất, nhưng trên cơ bản vẫn phải là người tư tế, là ok. Hiện tại ngày hôm nay, chị là giám khảo Hồng Hoàng Vũ và em là thí sinh của Hồng Hoàng Vũ. Và tính từ thời điểm này, em phải nỗ lực hết mình. Chúng ta sẽ làm quen nhau lại từ đầu. Chị là Thanh Hằng. Rất vui khi biết em. Có bao giờ thật lòng với chị không chị? Em muốn cuộc sống của chị. Rồi tại sao bắt lựa chọn giữa tình cảm và sự nghiệp vậy? Cái nào cũng ưu tiên hết. Tùy vào mỗi tình huống hay là giai đoạn, chúng ta sẽ ưu tiên cho công việc gì thôi, chứ chúng ta sống không thể nào thiếu hai điều đó ta. Nó bổ trợ cho nhau mà. Sự nghiệp sẽ giúp cho người chồng của mình cảm thấy tự hào về mình, và khi mình mệt mỏi sẽ có cái người chồng và người yêu đó mình dựa vào để chia sẻ, góp ý, xây dựng cùng nhau, giúp sức nhau. Sống phải có niềm tin mà. Bản thân của chị là rất mong chờ và luôn tôn trọng và cực kỳ yêu quý những người can đảm để nói ra những điều mà đôi lúc bản thân chị không thấy. Không phải lúc nào chị làm gì cũng đúng, và không phải lúc nào chị làm gì cũng tốt. Chị có những khuyết điểm chứ, nhưng mà họ can đảm để chỉ ra chị cần những người đó. Chúng ta tầm tuổi này rồi, một mẹ với nhau làm gì nữa cho phí thời gian không? Cũng như là khoa trương hay là lừa dối nhau làm gì cũng rất là mệt mỏi. Cái chân thành đặt hết mọi thứ trên bàn, em cái này anh dính này, chân thành rõ ràng thẳng thắn thì giúp mối quan hệ của chúng ta rất là mạnh mẽ. Vì ở đây chỉ thích kẻ có tiền, dù là người hay ma, người mang tiền đến, tiền ở lại và người thành ma. Sự kiêu hãnh đó, sự lì lợm đó cũng đã có những cái trải nghiệm của mình. Trải nghiệm đó không phải ai cũng nhìn thấy. Sự chịu đựng đó không phải ai cũng nhìn thấy.